vị và các bạn đang đến với chương trình Nhịp cầu du học do Ban chuyên đề Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Quý vị thân mến, bên cạnh khối ngành kinh tế thì trong những năm gần đây, khối ngành kỹ thuật cũng đang được các bạn sinh viên lựa chọn theo học. Trong đó thì công nghệ ô tô là một trong những ngành trọng điểm của các ngành kỹ thuật chế tạo. Theo dự báo kinh tế, từ năm 2020 đến năm 2025 sẽ là giai đoạn bùng nổ của xe ô tô tại nước ta. Và điều này cũng dự báo cho một bước chuyển mình mạnh mẽ cho ngành xe ô tô tại Việt Nam, cùng với nhu cầu về thị trường lao động trong lĩnh vực này. Và để có thể tự tin trên con đường trở thành những kỹ sư, những kỹ thuật viên ô tô, thì các bạn sinh viên sẽ cần trang bị rất nhiều kiến thức. Do đó, việc lựa chọn du học tại các quốc gia tiên tiến trong công nghệ kỹ thuật cũng đang được các bạn quan tâm. Ô tô đã ngày càng trở thành phương tiện đi lại không thể thiếu của nhiều người dân. Đặc biệt, dự đoán số lượng người dùng ô tô sẽ ngày càng tăng. Chính vì thế, công nghệ ô tô là một ngành mở ra rất nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên. Hiện nay, có rất nhiều bạn trẻ có niềm đam mê với ngành công nghệ ô tô. Tuy nhiên, ngành công nghệ ô tô đòi hỏi kiến thức của nhiều lĩnh vực như cơ khí, tự động hóa, điện, điện tử, công nghệ chế tạo máy, sản xuất phụ tùng, chuyên về lĩnh vực khai thác, sử dụng và dịch vụ kỹ thuật ô tô như cải tiến và lắp ráp ô tô để có thể vận dụng kiến thức vào từng quy trình, nâng cao độ chính xác cho từng công đoạn sản xuất. Chính vì thế, việc lựa chọn con đường đi du học ngành công nghệ ô tô là vô cùng cần thiết để có thể đáp ứng được nhu cầu to lớn của ngành công nghiệp chế tạo ô tô đang ngày một phát triển mạnh mẽ và có chỗ đứng vững chắc hơn trên thị trường. Thưa quý vị, cùng tham gia chia sẻ với chủ đề ngày hôm nay, Mai Anh xin được giới thiệu chị Nguyễn Thị Huyền, là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển SHB. Xin chào chị ạ. Xin chào Mai Anh và chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Nhịp cầu du học. Cảm ơn chị đã nhận lời tham gia với chương trình ngày hôm nay. Thưa chị Huyền, theo như Mai Anh được biết thì hiện nay ngành công nghệ ô tô đang rất là hot. Như vậy thì lý do vì sao mà các bạn trẻ lại quan tâm nhiều đến ngành này như vậy ạ? Và chị nhận định như thế nào về nhu cầu xã hội hiện nay đối với ngành công nghệ ô tô thưa chị? Hiện nay công nghệ ô tô ở trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng, cái sự phát triển ngành này rất là lớn và cái nhu cầu của thị trường trong việc là sử dụng ô tô cá nhân cũng rất lớn, và nó như là một xu thế tạo ra nhiều việc làm và tạo ra nhiều cơ hội sự nghiệp cho các bạn trẻ, cho nên là các bạn rất là ưu tiên lựa chọn gắn với sự phát triển của khoa học công nghệ và kỹ thuật số, cho nên ngành này trở thành một ngành hot, rất được nhiều bạn trẻ quan tâm. Và vì sự quan tâm của các bạn trẻ nó gắn liền với nhu cầu của thị trường, điều đó khẳng định rằng là nhu cầu của thị trường rất là lớn, nhu cầu việc làm cho lĩnh vực này. Dạ, và với triển vọng như vậy thì không biết là đối tượng nào có thể theo học ngành này ạ? Có những cái giới hạn nhất định nào không thưa chị? Hiện nay thì có hai cái hệ đào tạo cơ bản, đó là hệ đại học và hệ cao đẳng nghề. Thì đối tượng chủ yếu là dành cho các bạn trẻ, bạn nam trẻ vừa tốt nghiệp trung học phổ thông. Độ tuổi thì từ 18 cho đến khoảng 25, 27 tuổi các bạn là những cái tuổi phù hợp để theo học cái chương trình này. Nhưng mà ví dụ như em này, em là chưa có biết gì về kỹ thuật hết thì có thể vào học ngành công nghệ ô tô không ạ? Những bạn mà chưa có một cái khái niệm gì về ô tô hay là chưa có học gì về khoa học kỹ thuật trước đó đều có thể tham gia ngành này. Dạ. Tại vì khi em tham gia vào chương trình học thì người ta sẽ đào tạo cho em từ đầu. Dạ. Về cơ bản. Thưa chị Huyền, như vậy là với những đặc thù của ngành công nghệ ô tô thì các bạn khi mà theo học sẽ được học những gì ạ? Khi mà các bạn tham gia ngành công nghệ ô tô thì các bạn sẽ học chủ yếu về phương pháp sử dụng các công cụ thủ công, học về điện tử tự động hóa. Vì công ô tô là một cái hệ thống rất là nhiều máy móc tự động điện tử ở trong đó, và một cái học thêm về quy trình vận hành và các bước tư vấn và chăm sóc khách hàng. Còn khi đi du học thì các bạn sẽ được trải nghiệm những gì đặc biệt thưa chị? Ở bên cạnh đó thì với kinh nghiệm của chị thì chị thấy là hiện nay đang có những quốc gia nào có chương trình đào tạo ngành công nghệ ô tô uy tín và chất lượng ạ? Hiện nay thì ngành công nghệ ô tô khi mà các bạn trẻ đi du học, ngoài cái việc là sẽ được thụ hưởng cái nền giáo dục phát triển tiên tiến của các nước phát triển, có một cái chương trình đào tạo sát với thực tế giúp cho các bạn phát triển sự nghiệp và thuận lợi hơn trong làm việc trong tương lai. Thì theo kinh nghiệm của bản thân tôi, trong quá trình làm việc so sánh giữa các chương trình đào tạo về nghề công nghệ ô tô thì Cộng hòa Liên bang Đức là một quốc gia có chương trình đào tạo nghề kép ngành công nghệ ô tô
rất là phát triển. Lý do là khi các bạn tham gia chương trình học nghề công nghệ ô tô tại Cộng hòa Liên bang Đức, các bạn sẽ được học chương trình kép. Chương trình kép có nghĩa rằng là trong quá trình học các bạn sẽ dành một phần thời gian để học lý thuyết ở trường lý thuyết, 2/3 thời gian sẽ học thực hành ở các xưởng ô tô, các cái công xưởng, các cái trạm bảo dưỡng và kể cả là tham gia vào các quy trình sản xuất. Và đặc biệt thì Đức hiện nay đang là một quốc gia có được công nhận là có nền giáo dục đào tạo nghề số 1 về thế giới. Và ở Đức cũng có những hãng xe ô tô rất là nổi tiếng và rất phổ biến ở Việt Nam. Ví dụ như là BMW, Audi, rồi Mercedes. Mercedes. Đó là những cái hãng rất là nổi tiếng và rất phổ biến ở Việt Nam chúng ta. Rõ ràng khi mà nhắc tới công nghệ ô tô thì trên thế giới Đức lúc nào cũng sẽ là một quốc gia dẫn đầu đúng không ạ? Và khi mà các bạn du học ở Đức thì theo như chị chia sẻ thì Minh cũng thấy là các bạn sẽ được học lý thuyết và thực hành kết hợp rất là chặt chẽ với nhau. Vậy thì khi mà các bạn tốt nghiệp thì cơ hội việc làm của các bạn cũng như là mức thu nhập sẽ như thế nào ạ? Tại trung tâm của mình có hỗ trợ gì cho các bạn không ạ? Nếu mà các bạn theo chương trình học nghề công nghệ ô tô tại Cộng hòa Liên bang Đức thì sau khi các bạn học, các bạn tốt nghiệp xong thì các bạn được khuyến khích làm việc tại các xưởng, các cái công ty, các cái trạm bảo dưỡng mà các bạn đã thực hành. Tức là họ khuyến khích các bạn học tốt nghiệp xong thì các bạn làm việc ở đó luôn tại Đức. Và thu nhập của các kỹ thuật viên ô tô sau khi tốt nghiệp 42 tháng tương đương với khoảng 3 năm rưỡi học nghề thì các bạn sẽ có mức thu nhập khoảng từ 25.000 euro khởi điểm một năm. Ở bên Đức họ sẽ tính lương là một năm, thì lương khởi điểm của các bạn là 25.000 euro một năm. Sau đó các bạn có cơ hội để học lên các vị trí cao hơn như là kỹ thuật viên trưởng hay là chuyên gia, thì lương của các bạn sẽ tăng theo cái bậc nghề từ 25.000 khởi điểm cho tới khoảng 36.000 euro một năm, và có khi lên đến đỉnh điểm cao có thể lên tới 47.000 euro một năm. Tức là lương của các bạn sau khi các bạn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực này có thể tăng gấp đôi so với thời điểm khởi điểm khi tốt nghiệp. Thưa chị, như vậy thì bên cạnh cơ hội việc làm cũng như là mức thu nhập thì chứng chỉ các bạn được nhận có giá trị như thế nào ạ? Có được công nhận toàn cầu không thưa chị? Đối với chương trình học nghề công nghệ ô tô tại Cộng hòa Liên bang Đức thì chứng chỉ mà các bạn được nhận sau 3 năm rưỡi học nghề đó là bằng kỹ thuật viên, tương đương với bằng cao đẳng nghề ở Việt Nam. Và cái bằng nghề tốt nghiệp tại Cộng hòa Liên bang Đức sẽ được công nhận trên toàn thế giới. Và các bạn rất thuận lợi để làm việc tại Đức hay là các quốc gia khối Liên minh châu Âu hay là bất cứ một quốc gia nào. Tại vì như trước đó tôi có chia sẻ rằng là Đức là một quốc gia có chương trình đào tạo nghề số 1 và được công nhận trên toàn thế giới. Là một cường quốc công nghiệp với sự hiện đại hóa được chú trọng đầu tư hàng đầu, ngành công nghệ ô tô tại Đức ngày càng trở nên hot với sức ảnh hưởng rất lớn trên thị trường công nghiệp sản xuất ô tô. Trong quá trình học tập các kiến thức lý thuyết, các bạn sẽ được thử sức mình, trực tiếp áp dụng ngay những gì đã học vào thực tiễn tại những môi trường làm việc vô cùng cởi mở như các xưởng sửa chữa, xưởng lắp ráp khung vỏ, các đại lý xe hơi hoặc các trường cao đẳng nghề. Du học và thực tập tại các nôi của nền công nghiệp ô tô trên thế giới sẽ không chỉ mang lại cho bạn một chứng chỉ được đánh giá cao trên thế giới, mà còn giúp các bạn trẻ có được những kiến thức chuyên môn rất sâu với tính ứng dụng thực tiễn cực kỳ cao, mang lại nhiều cơ hội nghề nghiệp trong tương lai. Thưa chị Huyền, hiện tại thì ở trung tâm mình các chương trình tuyển sinh sẽ được tổ chức như thế nào ạ? Có giới hạn hay là quy định gì không thưa chị? Hiện nay tại trung tâm của SHB, tư vấn tuyển sinh đi học ở Cộng hòa Liên bang Đức rất là nhiều ngành nghề. Trong đó nhiều nhất vẫn là khối kỹ thuật và tự động hóa. Trong khối kỹ thuật và tự động hóa thì có nghề cơ điện tử công nghệ ô tô. Đối tượng để tham gia chương trình này, như lúc đầu chương trình mình có chia sẻ, đó là các bạn vừa tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc các bạn đã học. Và cũng như là những ngành nghề khác thì quý vị phụ huynh cũng như là các bạn học sinh sinh viên luôn quan tâm, đó là về vấn đề học bổng và chi phí học. Chị có thể chia sẻ thêm về vấn đề này không? Khi mà các bạn tham gia một chương trình du học nào, chúng ta cũng sẽ xét đến hai loại phí. Một là chi phí để khi tham gia và hai là học phí trong quá trình các bạn học. Thì đối với chương trình này, các bạn học công nghệ ô tô tại Cộng hòa Liên bang Đức sẽ chỉ phải trả một loại chi phí,
đó là phí dịch vụ. Phí dịch vụ để giải quyết các vấn đề như là các bạn sẽ học tiếng Đức B2 tại Việt Nam trong vòng khoảng 1 năm và học sơ cấp nghề như là một loại kiến thức nền yêu cầu bắt buộc đối với chương trình học nghề tại Cộng hòa Liên bang Đức. Và những cái chi phí liên quan đến hỗ trợ cho các bạn về thủ tục xin visa, hợp đồng học nghề và hỗ trợ cho các bạn trong quá trình học ở tại Cộng hòa Liên bang Đức. Vé máy bay, đó là những loại chi phí về dịch vụ mà các bạn phải chi trả. Và đặc biệt, ưu đãi nổi bật nhất của chương trình này là các bạn học 3 năm rưỡi học nghề tại Cộng hòa Liên bang Đức, các bạn sẽ không phải trả bất cứ một khoản học phí nào. Dạ. Tôi cho rằng là một cái chương trình rất là đặc biệt và cũng mang lại nhiều lợi thế, nhiều ưu đãi, nhiều quyền lợi cho các bạn trẻ và các gia đình khi tham gia chương trình này. Trong quá trình các bạn học ở Đức sẽ không phải trả bất cứ khoản chi phí liên quan tới học phí và chi phí cho học tập. Bên cạnh đó thì như lúc đầu chia sẻ đấy, chương trình này học là chương trình học kép, một phần thời gian để học lý thuyết ở trường, một phần thời gian sẽ thực hành ở các doanh nghiệp và các xưởng ô tô. Thì cái thời gian đi thực hành đó là để giải quyết cho việc là các bạn học lý thuyết ở trường sẽ được thực hành ngay tại các xưởng, các cái doanh nghiệp để đảm bảo là tay nghề sát với thực tế, và trong thời gian thực hành đó các bạn sẽ được trả lương, trợ cấp lương. Thì theo như thời điểm hiện tại, cái chương trình học nghề ô tô thì mức lương khoảng được nhận năm đầu tiên là 950 euro một tháng, và năm thứ hai khoảng 1.000, năm thứ ba thì khoảng 1.200. Đó là những cái mức mà các bạn du học sinh ngành công nghệ ô tô nhận được rất ưu đãi khi các bạn học ở Đức. Dạ, và sau tất cả những thông tin mà chị đã chia sẻ thì cuối cùng chị có đưa ra lời khuyên gì cho các bạn, đặc biệt là các bạn đang quan tâm về việc du học ngành công nghệ ô tô, các bạn cần phải chuẩn bị những gì ạ? Lời khuyên để cho khách quan thì ngoài việc các bạn ưu tiên đến những quốc gia mà các bạn yêu thích về văn hóa, về ngôn ngữ, hay là ở nơi đó có nhiều thần tượng của các bạn chẳng hạn, thì chương trình học công nghệ ô tô tại Cộng hòa Liên bang Đức cũng là một chương trình mà rất đáng để cho phụ huynh và các bạn trẻ nghiên cứu quan tâm, bởi nó có những cái điều đặc biệt như sau. Như những cái điểm mạnh mà chúng ta vừa phân tích đấy, ở Đức thì có những hãng xe nổi tiếng luôn luôn dẫn đầu trên thế giới về công nghệ, về thương hiệu. Hai nữa, Đức lại là quốc gia có một cái nền giáo dục đào tạo nghề được công nhận trên toàn thế giới về chất lượng, về quy trình, đặc biệt là đào tạo kép. Và đối với chương trình này thì các bạn đi học, phụ huynh sẽ không phải lo lắng hai loại chi phí. Một là học phí trong quá trình học ở Đức, hai là chi phí ăn ở trong quá trình các con học ở Đức. Thì những cái chi phí này học phí không phải trả, và các bạn đi thực học thực hành hàng tháng đều được nhận lương ngay khi tới Đức. Những cái chi phí đó, những cái khoản nhận lương đó đủ để chi trả cho hàng tháng. Cho nên là gia đình sẽ rất là nhẹ nhõm, sẽ rất là thoải mái khi con đi học ở Đức, vẫn nhận được một nền giáo dục phát triển, nhận được bằng quốc tế, có thể làm việc ở Đức, nhưng lại không phải lo lắng về chi phí và học phí rất là cao ở các quốc gia châu Âu. Dạ, rõ ràng là với chính sách như vậy thì sẽ thu hút nhiều hơn nữa các bạn trẻ chọn theo học ngành công nghệ ô tô ở nước Đức, đúng không ạ? Cảm ơn chị rất là nhiều về những thông tin vô cùng hữu ích mà chị đã chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn Mai Anh, cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình Nhịp cầu du học ngày hôm nay. Và với những thông tin bổ ích mà chúng tôi đã cung cấp thông qua chương trình này thì cũng mong là những phụ huynh, các bạn trẻ nếu có đam mê với ngành học công nghệ ô tô và có nguyện vọng đi du học thì hãy mạnh dạn nghiên cứu tìm hiểu, và chúc cho các bạn có được những lựa chọn sáng suốt và để học thành công ngành công nghệ ô tô và xây dựng cho mình một tương lai tươi sáng. Thưa quý vị, với những điều mà chị Huyền vừa chia sẻ thì rõ ràng là chúng ta chỉ cần có một niềm đam mê, nhiệt huyết và ý chí cầu tiến thì có thể theo học ngành công nghệ ô tô. Và hy vọng là với những thông tin vừa rồi mà chúng tôi đã chia sẻ thì quý vị phụ huynh cũng như là các bạn học sinh sinh viên sẽ có thêm thông tin để chuẩn bị cho hành trang du học của mình. Và đến đây thì chương trình Nhịp cầu du học kỳ này cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.